Pico Adventure, chuyến hành trình ý nghĩa dành cho các bé mầm non. Diễm Pico là người bạn đồng hành cùng các con khám phá thế giới diệu kỳ, chia sẻ yêu thương, cùng con trải nghiệm trở thành đầu bếp nhí thông qua những hoạt động sôi nổi. Bé tự tay làm món bánh mì sandwich với ba hạt phỉ cực hấp dẫn. Bé thưởng thức vị ngon đậm đà từ món mì ý sốt spaghetti cùng món sữa chua trái cây đầy dinh dưỡng. Tham gia nhiều hoạt động giao lưu kỹ năng sống với chú đầu bếp vui tính để trẻ thêm tự tin và năng động. Chương trình đã đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hơn 200 trường mầm non, gặp gỡ 16.000 em nhỏ trên khắp cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và nhiều tỉnh thành khác. Cùng Pico giúp bé trở thành đầu bếp nhí ngay hôm nay.